Những ngày gần Tết Giáp Thìn 2024, khác hẳn với không khí sôi động kẻ bán, người mua, như mọi năm. Người dân trồng đào tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, có đất bị thu hồi tại dự án khu đô thị Nam Thăng Long, dường như đang trở nên chênh vênh hơn lúc nào hết. 30 năm gắn bó với mảnh ruộng quen thuộc, những giọt mồ hôi hòa chung với đất đã dung dưỡng biết bao thế hệ người dân Phú Thượng nơi đây. Những cây đào rực rỡ mỗi khi xuân về làm nên tên tuổi của làng đào Phú Thượng có lẽ sẽ không còn được người dân Hà Nội nhắc đến nhiều như trước nữa. Bởi phần lớn diện tích nông nghiệp chuyên trồng đào tại đây sẽ bị thu hồi, để phục vụ dự án khu đô thị Nam Thăng Long. Và căn lều nhỏ cùng những cây đào cuối cùng giữa cánh đồng Phú Thượng, còn sót lại của gia đình anh Hùng, trở thành nơi mà bà con bị thu hồi đất tại phường Phú Thượng, tìm tới để hàn huyên mỗi khi rảnh rỗi. Năm bắt đầu mới đổ đất trồng đào, thế mà từ năm ý dòng đến bây giờ, mà tự nhiên là năm nay bắt đầu là hủy hoại hết tài sản của mình. Bây giờ dân không có cái gì nữa, mà bây giờ coi như là hết yêu cầu thì chỉ cần mỗi các cấp là chờ bố không đi, mà khi là cứ làm đào quanh năm làm đấy, đào là có tiền. Bây giờ Tết đến nơi rồi, bây giờ không có tiền mà thu hoạch đâu. Đất nông nghiệp bị thu hồi, không có tư liệu sản xuất, nhiều người đã chuyển sang buôn bán, người thì đi làm thuê, ai thuê gì thì làm đấy, người thì ở nhà trông con cháu phụ giúp gia đình. Số tiền bồi thường hỗ trợ khi thu hồi thấp khiến cho nhiều hộ dân tại đây chưa nhận tiền đền bù. Năm nay không còn nhà ai nữa, còn duy nhất đây là của nhà ông Hùng, là chấp nhận lấy 252.000 đồng một mét vuông thì là còn. Còn riêng như nhà tôi ấy, mỗi năm một xào ruộng của nhà tôi cũng thu hàng trăm triệu, tức là từ 15 tháng chạp là nhà tôi đã phải nhờ người đến đôn đào rồi thì là khiêng đào cho khách, và thu nhập trừ chi phí đi một xào tôi cũng được hàng trăm triệu. Mà ngoài ra là còn rau, dưa, các thứ là mỗi năm chúng tôi là tiền rau chúng tôi không phải mua, rau sạch chúng tôi ăn không phải mua, và rất nhiều các thứ hoa màu khác nữa. Nhưng năm nay thì đền bù cho chúng tôi 252.000 đồng, đất hết rồi chúng tôi không biết trông ở cái gì. Bây giờ chỉ mong làm sao nhà nước làm gì, làm đúng chính sách là khi thu hồi đất của chúng tôi, khi thu hồi 30% đất của chúng tôi là đã phải có đất dịch vụ cho chúng tôi rồi. Bây giờ chúng tôi trắng tay không có gì cả, đất dịch vụ không có, chúng tôi không biết trông vào cái gì. Đây là còn cái lều cuối cùng, chúng tôi thường thường hàng ngày ra đây để chúng tôi nhớ lại kỷ niệm lại đất của chúng tôi. Người dân lo lắng là có cơ sở bởi bao năm qua gắn bó với nông nghiệp, với đồng ruộng. Để chuyển sang một công việc khác đảm bảo thu nhập nuôi sống gia đình không phải là dễ dàng. Nhà tôi trồng đào đã mấy chục năm nay rồi. Thì mỗi năm nhà tôi thu hoạch khoảng 250 đến 300 triệu, nhưng nay là công ty Nam Thăng Long lấy đất nhà tôi thì nhà tôi bây giờ không còn kế sinh nhai nữa, thì sang năm là mất hết đất. Thì rất nhiều cây đào cổ thụ tôi đã trồng mấy chục năm nay rồi. Bây giờ sang năm là hết nguồn thu nhập. Thì bây giờ tôi rất mong là chính quyền và công ty Nam Thăng Long phải bồi thường chúng tôi xứng đáng, và đồng thời phải giả chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi cái đất tái định cư để tái sản xuất, để chúng tôi còn làm ăn lấy kế sinh nhai sau này, không có sau này là chúng tôi không còn cái gì để sống nữa. Tôi là Nguyễn Thị Huyền ở đội sản xuất số 4, tổ 20, cụm 3. Từ khi cưỡng chế xong, bây giờ đất nhà chúng tôi bây giờ không thể có được sản xuất, mà bây giờ lại đưa rác thải vào đổ thế kia. Đúng. Mà bây giờ trong khi đó từ ngày ý chúng tôi là một người nông dân, coi như chỉ biết ăn mới làm, bây giờ tự nhiên từ ngày cưỡng chế xong của chúng tôi là mất đất, không có canh tác, không được sản xuất, không được một cái gì cả. Mà bây giờ chúng tôi, cái kế sinh nhai của chúng tôi đến bây giờ là không biết là trông vào đâu. Mong các cấp lãnh đạo mà để làm sao mà giải quyết cho chúng tôi được cái đất tái sản xuất, để chúng tôi lại có công ăn việc làm, để làm lại cái đào truyền thống của dân phường Phú Thượng chúng tôi, để chúng tôi coi như là lại lấy kế sinh nhai để đời sau của chúng tôi, mà của chúng tôi lại có công ăn việc làm, khỏi là thất nghiệp, khỏi phải đói nghèo. Thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế phù hợp quy hoạch là đúng. Tuy nhiên, ngoài việc cân bằng lợi ích giữa chủ đầu tư và người dân bị thu hồi đất, các cơ quan chức năng cần nâng cao việc giám sát sử dụng đất vào đúng mục đích, tránh việc thu hồi xong, người dân không có đất sản xuất, trong khi đất bị thu hồi lại trở thành nơi tập kết rác, phế thải, san lấp mặt bằng từ nguồn phế thải xây dựng. Trước những tâm tư nguyện vọng chính đáng từ phía người dân bị thu hồi đất tại phường Phú Thượng,
tạp chí Môi trường Xây dựng kính đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng quan tâm tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng từ phía người dân bị thu hồi đất, làm cầu nối với chủ đầu tư với những người dân có đất bị thu hồi, để kịp thời có những chính sách hỗ trợ phù hợp giúp người dân chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững, đóng góp cho việc xây dựng và phát triển đất nước.